em à, xin chào các bác nha đã đến với video của em kênh hàng nhật bại hôm nay em giới thiệu đến các bác là một mẫu nồi một lít của tiger mẫu vip đèn led nồi cao tầng ih áp sức 2 bi thì mẫu này màu đỏ rất là đẹp mới luôn các bác đầu năm thì các bác mua là màu đỏ may mắn nha thì mẫu này sản xuất vào năm 2019 đó nồi tiger cấp nít rất là đẹp màu đỏ đó nó mặn các bác rất là đẹp đẹp lắm nha thì đây là một phần ngoại thất màu tím sẽ quay vào nội thất thì 2019 là năm sản xuất của cái nồi này 2019 mã của nồi điện áp công suất Máy in cho ba là sản xuất tay nhật nó thì nồi nó thông số thì nó dễ thôi các bác các bác coi em nha thì hiện tại em đang bán đổ nguồn điện cho các bác sử dụng nồi cơm này luôn thì đổ nguồn điện 2000 000 w em bán với giá là 550.000 đồng đổi nguồn điện mà 3000 000 w thì em bán 700 thì đó nghiện ba quá thì các bác có thể là nấu được hai nồi cơm cùng lúc nha thì giá là 700 ngàn một dòng các bác xem nha ngoại thất ok đó bây giờ vô nội thất giúp em nè nội thắt thì em bao đẹp cho các bác rồi lúc nào thì cũng ưu tiên về, về cái phần là nội thất đó ngoại thắt có thể là chạy xuống do là vận chuyển nhưng mà nội thất thì em bao các bác là đẹp từng mm luôn gòn xanh mà nó mềm dẻo nè xuất sắc không áp sức thì hai b cho mình luôn nè các bác đó, áp sức hai bi mới chát luôn hai b đặc biệt nó có lòng nồi nó các bác xuất sắc trong xuất sắc lòng gòi chán gớm son sần đó có thấy không đẹp ghê không nè em test nó còn miếng nước nữa nè cái hạt nước nè nè em ra cái hạt nước nè đó cái hạt nước nó có bác thấy không nè cái lòng nồi đẹp nè đẹp đi vào lòng người luôn các bác đó đây quay rất là cẩn cảnh đối với em thì cũng phải là gần mặt các bác cái dễ mua dễ bán đây là cái uh, thay cái tay cầm nè để chống nóng vào bên trong bên cũng sạch đẹp luôn rồi cái phần cấm điện báo giá nha thì cái giá em bán là luôn luôn công khai thì bác nào mình coi video mà thấy hợp tình hợp ý hợp túi tiền thì các bác mua bác vô lòng quan hỷ được mặc cả em cảm ơn nha thì cái giá này em bán là luôn luôn tốt nhất rồi với cái mặt hàng đẹp thì cái giá nó cũng phải là đúng xác, đó em thì tiêu chí em là cứ như là uh, giá tốt chất lượng đó để các bác có thể là dễ dàng mua hơn thì mình cắm điện vào nó nổi màn hình này các bác thì lúc này nấu cơm cho em nè đó thì cái này là nấu 28 phút nấu nhanh thì thường em test thì em nấu nhanh để cho nó nhanh có thể là test được nhiều nồi đó tắt lúc này cái này này chỉnh qua đây là cái này nấu ngon là 60 phút nữa quá bác đó nó ngon là 60 phút nha 60 phút thì em sẽ có video hướng dẫn cho các bác coi là chi tiết luôn á em chỉ nói sơ cho các bác biết là trên đây là nó có chức năng như vậy thôi nấu cơm cháy này cái này này cơm cháy nè đó, tắt cho em thì lúc này hẹn giờ thì lúc này cho em chỉnh về cơm trắng đi hẹn giờ cũng sáng không chiều thì em ví dụ các bác ha thì mình 7 giờ 30 mình ăn cơm đi 9 giờ 30 đi mình bấm đúng 9 giờ 30 cho em nha các bác bấm nút nấu thì sẽ đúng vào 9 giờ 30 này có cơm gia đình các bác ăn nè thì trước giờ này thì nó sẽ nấu trước giờ này thì nó chờ đợi nấu nó sáng đây nè cái nấu thì nó sáng ở đây giờ cái chính nó sẽ giờ này Đúng là lúc này nó tắt này các bác Đúng lúc này nó hẹn giờ nó nấu nó chính là lúc này mình nhắn giữ 3 giây cho em thì nó sẽ nổi cái đèn lên là nó đang hâm cơm tắt cho em thì em sẽ có video hướng dẫn cho bác các bác chi tiết nha nồi rất là đẹp màu đỏ nè các bác có hoa văn chìm luôn nè các bác thấy không nó rất là đẹp thì bác nào mà nếu có nhu cầu mà thích một cái nồi đỏ vậy nè may mắn luôn nha mua tặng bà xã các cô nào mà màu đỏ à, đó thì mua màu nồi này cho em quá đẹp có gì mà chơi trên các bác thì chạy xuống chút đỉnh cũng phải có thôi tại vì nó hàng đã qua xài rồi nhưng mà để đẹp vậy thì cũng rất là hiếm luôn mình mua hàng thì mình mua ngay cho em nếu mình đồng ý thì ra một số người người ta có cái tiêu chí như thế bác đẹp thích dù mắc có một chút người ta cũng mua nữa còn mà nếu mà người ta không thích mà nó rẻ cỡ nào người ta không mua nữa đó là cái tiêu chí một số người người ta mua hàng là như vậy đó chứ không có phải là cũng như mà thấy rẻ mà um, không giữ ý mà người ta cũng mua đó thì bác nào kiểu như là thích như thế này màu đỏ mà đẹp như thế này thì mua ngay nào này cho em giá em bán cho các bác là hai triệu tư nha mua thì cái bác cọc cho em á là bốn trăm lẻ còn chuyển đủ thì em bao ship bảo hành thì bác là 6 tháng nhận hàng được kiểm tra trước mặt mua cục thì hàng em bán như thế nào các bác nhận hàng các bác được kiểm tra như thế đó nha thì cứ yên tâm mình đặt cho niềm tin gồm nhận lại cái chất lượng thì uh, mình coi thì vừa uh, ý mắt thì mình mua rồi thì kết thúc kế video nha các bác hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo chúc các bác nhiều sức khỏe xem video vui vẻ các bác mua hàng thì chụp hình gửi qua số điện thoại giúp em cảm ơn các bác